Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên, Mỹ và các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc gia tăng các hoạt động quân sự khiến dư luận không khỏi quan ngại. Phát biểu tại cuộc họp, quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, Châu Á, Thái Bình Dương Kheo Kheri đã bày tỏ quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa, mới nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SWASON-GPSO-18, kéo theo đó là các hành động quân sự của các bên liên quan như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Quan chức Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên dừng các hành động gây hấn, đồng thời nối lại đàm phán. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Kêu gọi Triều Tiên ngay lập dừng các hành động gây bất ổn, tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Và nối lại đối thoại nhằm duy trì hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, minh bạch trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Thomas Greenfield và các đại sứ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an ra nghị quyết áp đặt thêm trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhận định cuộc họp của Hội đồng Bảo an trong ngày 17 tháng 4 về Triều Tiên là không cần thiết mà đơn giản chỉ khiến tình hình thêm xấu đi. Về phía Trung Quốc, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng các vụ phóng của Triều Tiên có căn nguyên sâu xa từ các hành động quân sự của Mỹ và đồng minh. Trong nhiều thập kỷ qua, các mối quan ngại hợp pháp chính đáng của Triều Tiên đều không được quan tâm. Gần đây, Mỹ và các đồng minh thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên bán đảo Triều Tiên khi triển khai cả các vũ khí chiến lược, như máy bay chạy hạt nhân mang theo bom B-52. Loại vũ khí khiến Triều Tiên vô cùng quan ngại cho an ninh của nước này. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua liên tục nóng do các hoạt động quân sự của các bên. Sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tập trận phòng thủ tên lửa chung ở vùng biển quốc tế phía đông bán đảo Triều Tiên. Trước hành động mới của Mỹ và đồng minh, trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, ông Ji Pyong-sol, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã nêu lý do phát triển vũ khí chiến lược của nước này. Trong đó khẳng định việc phát triển vũ khí chiến lược tiên tiến của Triều Tiên là một biện pháp tự vệ hợp pháp nhằm vào bảo vệ Bình Nhưỡng khỏi các mối đe dọa quân sự do Mỹ và các đồng minh gây ra. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cũng lên án việc Mỹ mô tả Triều Tiên thực hiện quyền tự vệ là hành động khiêu khích đe dọa và triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Ji Pyong-sol gọi đây là hành động can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Triều Tiên. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.